Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 3,7% năm 2000 đã tăng lên 11,5% vào năm 2013. Và tỷ lệ này tăng gấp 2 lần trong lứa tuổi học sinh phổ thông, lên đến 22% ở năm 2009. Tại Việt Nam, trung bình một năm có đến hơn 100.000 trẻ bị thừa cân béo phì. Trong 10 năm, từ năm 2000, chiều cao trung bình của người Việt Nam chỉ tăng 1cm. Tuy nhiên, số trẻ em dưới 5 tuổi thừa cân béo phì tăng lên đến 9 lần. Trong đó, hơn 50% mẹ không nhận ra con mình nặng hơn mức chuẩn cho phép. Nhiều mẹ nuôi con theo kiểu trừ hao. Mẹ nghĩ rằng nên nuôi con béo, bụ bẫm thì khi con bệnh, bé giảm cân lại là vừa. Mẹ có biết rằng có nhiều nguy cơ mắc các bệnh ở người thừa cân béo phì, điển hình như huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư. Những áp lực thường gặp của mẹ trong quá trình nuôi dưỡng con phải mũm mĩm và to béo thì trẻ mới khỏe mạnh. Mẹ sẽ cố gắng cung cấp dinh dưỡng nhiều nhất cho con yêu để con khỏe mạnh. Nhưng thật sự trẻ muốn gì? Mẹ ơi, con không muốn bị béo phì đâu. Con chỉ muốn mạnh khỏe thôi. Con không muốn bạn bè cười chê. Con muốn được vui chơi khám phá cùng với bạn bè. Mẹ có biết rằng hàm lượng đạm trong sữa mẹ giảm theo thời gian để phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ. Đạm trong sữa mẹ có số lượng thấp và hàm lượng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển tối ưu của trẻ và giúp xây dựng cơ bắp, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu và tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Giới thiệu, sản phẩm Nan Pro có phổ axit amin gần giống sữa mẹ, giúp trẻ dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Nan Pro bổ sung đạm tối ưu OptiPro giúp hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh cho trẻ. Ngoài ra, Nan Pro còn bổ sung lợi khuẩn Bifidus BL cùng 36 dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, phát triển trí não và chiều cao cho trẻ. Nan Pro có đầy đủ các dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho trẻ từ 0 tháng đến 6 năm tuổi. Nan Pro, tăng cân khỏe, trẻ lớn khôn.